Chào bác nhá. Thưa bác, buổi chiều ngày hôm nay con đi từ trong xã bên trong này, bất chợt thì đi qua khu vực này. Đây ạ. Thấy một cái cây thuốc rất là hay mà chưa có dịp làm video giới thiệu cho bác. Thì con đã quay xe lại để giới thiệu chi tiết hơn về loại cây thuốc này. Cây này người ta gọi là cây xài đất các bác nhá. Cây này có tên khác là cây ngổ núi hoặc là cây húng chám. Lá nó giáp giáp như này. Khi chúng ta vò cái lá này thì nó có mùi thơm giống như mùi quả chám ấy. Và khi nhấm thì nó có vị đắng. Cái kinh nghiệm đầu tiên con muốn chia sẻ cho bác trong video ngày hôm nay đó là kinh nghiệm hạ sốt. Khi mà trẻ em hoặc người lớn bị sốt cao, các bác hái một nắm ngọn cái cây xài đất này. Đấy. Khoảng 30g, 25 đến 30g ngọn cây này. Mang về các bác rửa sạch, sau đó là cho vào máy xay tố, xay nhuyễn, cho thêm ít nước, đấy, cho ít nước để chắt lấy nước cốt cho bệnh nhân uống. Cái bã thì đắp lên trán. Cây này tác dụng là thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc. Do vậy là tác dụng khi mà bị sốt cao cũng rất là hiệu nghiệm. Đấy là kinh nghiệm sử dụng cái xài đất này trong trường hợp bị sốt cao. Kinh nghiệm thứ hai mà nhiều người sử dụng đó là khi trẻ em bị rôm sẩy, nhất là vào mùa hè, trẻ em bị ban trái, rôm sẩy, mẩn ngứa thì người già người ta thường lấy cái cây này đem rửa sạch, giã nát và pha với nước ấm để cho trẻ tắm. Đấy, cũng rất là hiệu nghiệm trong trường hợp trẻ em bị rôm sẩy. Một kinh nghiệm rất hay mà sử dụng cây xài đất này kết hợp với các vị thuốc khác để điều trị trong hợp bị viêm bàng quang. Trước hết là cái vấn đề là đi tiểu của các bác là thường xuyên bị tiểu nhỏ giọt, tiểu buốt, tiểu dắt. Sau đó là tiểu không thành dòng. Có khi là lẫn cả máu đi ra ngoài qua đường nước tiểu. Đấy. Thì một trong những cái cây thuốc rất là hay để điều trị bệnh viêm bàng quang đó chính là cây xài đất này. Khi mà bị viêm bàng quang thì các bác có thể sử dụng xài đất này kết hợp với bồ công anh, mã đề và cam thảo đất. Cái liều lượng đó là xài đất này 30g, mã đề, bồ công anh mỗi vị là 20g, còn cam thảo đất là 16g. Đấy. Sắc uống ngày một thang. Đấy. Trong trường hợp bị viêm bàng quang cũng rất là hiệu nghiệm các bác nhé. Thưa bác, là còn khá nhiều những công dụng về cái xài đất này sử dụng theo kinh nghiệm của dân gian. Quân đã có một cái bài viết rất chi tiết trong thảo dược.net. Quân sẽ để một cái link ở phần mô tả phía dưới này. Hiện tại bây giờ thì cũng đang về chiều và thời gian không cho phép. Do vậy là quân xin dừng video ở đây. Bác nào biết thêm công dụng chữa bệnh của cây xài đất này mà áp dụng trong thực tế đem lại hiệu quả cao thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp quân. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của quân.